Và bây giờ là thí sinh cuối cùng của ngày hôm nay. Làm cho tất cả danh hài luôn trong tư thế cười há mồm. Làm cho tất cả danh hài để lòng ngã nghiêng không ngừng cười. Đẹp trai được thời trang sạch sẽ. Em tên gì em? Dạ em tên là Tuấn Kiệt. Em rất là ưa nhìn. Tuấn Kiệt, dạ. Bạn có chuẩn bị đạo cụ hay không? À, dạ có ạ. Rồi, mời bạn. Và 60 giây bắt đầu. Ôi, 20 mấy năm làm vũ em, ta chưa bao giờ thấy một đứa nhỏ nào nó lì như cái thằng nhỏ này. Con ngươi 2 tiếng mấy đồng hồ ta ru con, sao con khóc hoài vậy? 2 tháng tuổi rồi chứ có phải mới đẻ nữa đâu. Trăn trở điều gì nói ta nghe đi con. Ta nghe rõ rồi, con nói ê ê ê. Ta không hiểu, nhưng không sao không sao. Kinh nghiệm 10 năm làm vũ em, ta có cuốn sách dạy tiếng khóc. Con thấy ta có tâm ghê con ghê không? Giờ cuốn sách này, ta sẽ dạy được tiếng của con. Để ta coi, 2 tiếng mấy đồng hồ, chắc có nhiều trăn trở lắm con nhỉ? À, có rồi. Con nói là... Nín đi bà để tôi ngủ. Trời đất ơi, con ơi, ôi đớn đau trong lòng à, con làm ta đau đớn. Quá. Chịu. Trời ơi lo, nhìn lên thấy còn có 5 giây nữa. Trời ơi. Đã đứng lên hát cái câu hay luôn. Mà chốt cái cứ cuối cùng chịu. Cười ha hả. Tôi sợ bà học ta biết sao không? Tôi cưng cái giọng nói đó. Cái giọng nói đó là cái giọng nói đó là phải có nghiên cứu, phải mê tuồng, mê tích rồi mới bắt đầu nói được như vậy. Rồi cũng có thái độ, cũng lật qua, cũng lật lại. Ta không hiểu. Xong rồi cái cũng này nọ. Cái bắt đầu thấy chưa cười, tại nó chưa có đủ đô, hiểu không? Mình cần cái gì đó chỉ còn chút xíu thôi. Trời ơi, mai quá phút 89. Không là cái làm ta đau đớn. Quá. Vô. Bạn đang chiến thắng được 2 triệu tại vòng 1. Và vòng 2 giải thưởng là 10 triệu. Nhưng độ khó sẽ tăng lên và bạn có khả năng sẽ mất 2 triệu ban đầu. Bạn đi tiếp hay ngừng lại? Cho em nói một chút được không ạ? Được. Dạ, mục đích em tham gia cuộc thi này là bởi vì em rất là yêu thích nghệ thuật kịch, đặc biệt là kịch và sân khấu. Nhưng mà em không tìm được cho mình một cái cơ hội. Năm nay em 25 tuổi, tức là tính tới nay em đã tham gia rất là nhiều những cuộc thi. Nhưng mà chắc là cái nghề nó không chọn mình. Cho nên là cứ tới những cái ngày thi, một là em bị bệnh, hai là gia đình có chuyện, và ba là một cái lý do nào đó mà em không tham gia được. Thậm chí với thách thức danh hài, cả vòng casting trước đó em bị mất tiếng, em không tham gia được. Em nghĩ là chắc mình không hợp với cái nghề này thiệt. Nhưng mà em thấy vô lý lắm. Tại vì em dành hết cái tình cảm của mình cho cái nghệ thuật này thì không có lý do gì mà em phải từ bỏ hết. Cho nên là em quyết định là sống chết với nó. Và em ngày hôm nay em đến đây. Cho nên là nếu anh chị hỏi em là có đi tiếp hay không, thì em sẽ trả lời là em sẽ đi tiếp cho tới khi không làm được cho hai anh chị cười thì thôi. Chứ tiền đối với em không quan trọng. Quyết định đi tiếp. Cho nên là em sẽ đi tiếp. Hãy cố gắng giành lấy 10 triệu từ hai danh hài. Thời gian 60 giây bắt đầu. Ồ, có người bị tai nạn. Nguy hiểm quá. Chắc là phải gọi điện nhờ người lớn cứu mới được. Alo, chị taxi hả chị taxi? Chị taxi ơi, em không phải chị Diệp Hương. Dạ, chắc tại giờ này Sài Gòn mưa nhiều nên dạo mai nó cũng chảy vậy đó chị. Chị taxi ơi, chị taxi, em không có làm phiền chị như chị Diệp Hương đâu. Nhưng mà mấy giờ em tắt máy cái chị gọi lại giùm em được không chị taxi? Tại điện thoại em hết tiền rồi, em cảm ơn nha chị taxi. Alo, chị taxi, bây giờ em gặp một cái người bị tai nạn nguy hiểm lắm chị taxi ơi. Hay là bây giờ chị gọi giùm em một chiếc taxi tới đây. Mà má em dặn không có được đi hãng của chị. Tại vì hãng của chị mắc quá, chị gọi giùm em một cái hãng khác được không chị taxi? Và bạn đã có 10 triệu. Quá điên. Ôi chị, quá điên. Lúc mà em vừa mới cất lên chị taxi á, chị lại lo nữa. Chị nói một là em phải làm giống chị cực kỳ. Không á là tại rất là nhiều người giả chị tiết mục này rồi. Chị thiệt là lo. Và cuối cùng chị nói, em nói em không phải chị. Tại vì mùa mưa nó chảy. Thường mùa mưa lạnh nó săng lên. Mà em lại nói mùa mưa nó chảy. Nó tào lao, chị không nổi. Trời đất ơi. Mà hiểu không, lần sau á
đã nhái rồi, nhái cho tới kiểu mà nhựa như bả luôn, kiểu mà chị taxi à, chị taxi mà cái miệng y như chị Phương thì cái hiệu quả nó sẽ còn tăng hơn nữa. Nhưng cái câu chuyện của bạn, cái điểm chốt hạ là cái chuyện mà bạn vô duyên tới một cái mức không chấp nhận được. Má em dặn luôn là má dặn không được đi hãng chị ta hãng mắt, gọi giùm em viết hãng khác. Duyên chịu 10 triệu tiếp. Tuấn Kiệt, anh chàng với quyết tâm trình diễn hết mình trên sân khấu, liệu có chùng bước trước giải thưởng 10 triệu? Đừng rời mắt khỏi màn hình, chương trình sẽ quay lại sau ít phút nữa. Em đi tiếp. Và bạn quyết định thì tiếp. Đang có tình cảm rồi, được rồi đó. Tự tin, bình tĩnh và 60 giây bắt đầu. Alo, chị taxi ơi, chị taxi ơi. Sao em nói chuyện xã giao với chị mà chị đòi xã giao vô mặt em vậy chị taxi? Chị taxi ơi, chị taxi. Người ta nói cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ. Chị taxi ơi, chị taxi. Sao chị... Tắt máy em. Chị taxi tắt máy rồi. Chắc là chú tới số rồi. Kiệt ơi, dạ. Hiện giờ em đang cho tụi chị giống như là chích thuốc mê mà chích từ từ. 20 triệu lên 40 triệu chắc là tụi chị phải gồng lại, dạ. Cho nên hãy giữ thần thái này, cách diễn này để làm tiếp tục. Vì chị rất rất là thích cái phong cách diễn của em, thật từ tốt, dạ. Kiệt ơi, như vậy bạn đồng ý dừng ở mức 20 triệu hay bạn sẽ tiếp tục chinh phục vòng 4 với giải thưởng là 40 triệu? À, em nói ngay từ ban đầu rồi, em sẽ đi tiếp. Rồi. Và đi tiếp. 60 giây bắt đầu. Hey, tội nghiệp chú quá hà. Nhưng mà này là giúp lớp trẻ góp ý nè. Ví dụ người ta biết hôm nay là người ta bị thương, người ta ra đường lớn, người ta nằm. Hiểu không? Chứ còn vô đường nhỏ lỡ gặp đứa như con là một đứa bé. Con rất là ngoan, con mới cứu được chú. Thành ra là chú ra đường lớn chú nằm. Mà gì nè, má con có dạy, sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì chú biết không? Hỏi chú không biết đâu, để con trả lời luôn cho. Để gió cuốn đi. Nó là vậy đó. Thành ra là bao nhiêu lòng thành của con là từ nãy giờ là gió cuốn đi hết trơn trọi rồi. Lừa hay lừa lọc, thằng này lừa lọc, hay lừa lọc. Khen đó em, khen đó, khen đó. Thì em diễn á, nó cảm giác là chị không có dùng cái từ của Thành là gọi là sạch sẽ hay gì, mà chị nhìn vô chị như chị thấy cái nghề của chị nó bước lên một cấp. Có nghĩa là dùng ngôn ngữ, dùng hình ảnh, dùng biểu cảm, dùng cái lực nội tâm. Không có mặn đồ thấy ghê, vẽ mặt chấm lên chấm vẽ tùm lum tà la, không ai nhìn ra mình á. Mà em được có một cái là em bị gì đâu, em có một cái nước da ăn ảnh, nhìn nó sang, nó sáng. Hiểu không? Lại một lần nữa, anh nói với em cái điều này. Số phận á, nó không phụ em, mà đang thách thức em. Đó là gì? Là ngày hôm nay khi em đứng đây 4 lần liên tiếp làm trong vòng tích tắc, em chọc hai danh hài cười rần 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 rần. Nếu em đủ tự tin, em lấy luôn 100 triệu. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Em sẽ dừng lại tại đây. Và xin chúc mừng Tuấn Kiệt với giải thưởng 40 triệu đồng. Bạn đã chiến thắng vang rồi. Thắng cuộc thật rồi đây, bạn thật là tài giỏi. Xúc động quá rồi, xúc động quá rồi. Anh nói cho em nghe. Dạ. Ngày hôm nay em cho mọi người thấy rằng là hài kịch sang trọng nó là phải như thế. Nó chỉ cần đơn giản và nó mang đến cho người ta tiếng cười bằng trí tuệ, bằng cái biểu cảm, bằng cái thần thái của em thôi. Và anh hy vọng là em sẽ giữ được cái phong cách hài này, giữ nó và hãy đường đường chính chính bước vào cái lĩnh vực này nếu em đam mê nó nhiều như vậy. Làm ơn
cho anh được gặp em ở một sân khấu nào đó. Lo quá hả? Dạ. Thở vào, thở quá thở. À, bạn ơi. Dạ. Hôm nay trở lại đây với tinh thần như thế nào? Lần trước khi em diễn xong á thì em về em có suy nghĩ, thì em thấy lần trước hình như diễn hơi buồn. À, nó bị thiếu năng lượng, em nghĩ là em có thể làm được nhiều hơn như vậy nữa. Cho nên lần này em sẽ mang thật nhiều năng lượng tới, ít nhất là tại vì đây là vòng gala mà gần Tết nữa, cho nên là sẽ vui hơn một chút xíu và em sẽ tận hưởng cái sân khấu này. Đúng vậy. Em tới đây với một tinh thần đã xác định là gala có nghĩa là gặp lại, đã có rồi, bây giờ coi lại phải lợi hại hơn xưa nha. Quan trọng là vẫn thần thái đó, vẫn bộ đồ sang, đẹp. Và quan trọng với anh Thành là sạch sẽ. Bây giờ mời cậu nhập cuộc. Vòng 1, thời gian 60 giây bắt đầu. Chào mừng tất cả các bạn đang đến với chương trình Làm thế nào để trở thành người tốt. Và ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn làm thế nào để trở thành người tốt với 3 món vật. Món vật đầu tiên là một trái chuối. Tại sao chúng ta phải đem chuối theo bên mình? Là tại vì khi mà chúng ta cứu người, chúng ta cứu hoài cứu được. Mấy bạn làm ơn đem trái chuối ra bỏ bụng người đó giùm tôi. Để làm gì? Để khi mà người ta có đợi chờ người khác tới cứu đó thì đói bụng có thể lấy chuối ra mà ăn. Còn nếu như mà người ta không thể, coi như đợi không được nữa thì coi như thủ tục cũng xong. Các bạn biết rồi, khi mà trời kêu say you do thì chúng ta phải nói ổng là my everything. Chúng ta không thể nói ước gì mà chúng ta phải đi về nơi xa và trở thành người về từ lòng đất. Nói tóm lại là ai trời kêu ai nấy dạ. Nếu mà chúng ta bỏ chuối vô rồi mà họ vẫn không có gì xảy ra thì làm ơn quay trở lại lấy cho chuối về ăn tập gym cho nó khỏe giùm tôi. Rồi, nói tóm lại đó. Chúc mừng bạn, người danh hài Chính Hành đã đỡ được cười và bạn đã vượt qua vòng 1. Giỏi. Dễ thương quá em. Hồi nãy em á, em lừa tâm lý người ta hay lắm. Em mang ra trái chuối nó liên quan tới trái đất này hết trơn. Rồi cái trái chuối đó sau khi em để vô bụng là tôi muốn xỉu rồi. Nhưng em lừa người ta, em không cúng liền. Để đó cho người ta chờ người tới cúng. Không có cái gì ăn, người ta biết bò trái chuối người ta ăn. Đó là một cái phương pháp đánh lừa. Lừa xong lát mới dòng ngược lại, cứu không kịp để dằn bụng luôn. Nhưng mà cái cuối cùng em dòng lại nữa. Ví dụ mà cuối cùng người ta xong rồi không cứu được nữa thôi, lấy cái chuối đem về ăn tập gym luôn. Thông minh, lịch sự, sang trọng, vi diệu. Kiệt ơi. Dạ. Vẫn là thông thái, chị yêu thích em nha, cho nên em lấy được 40 triệu của chị. Bây giờ em quay lại, em vẫn đỉnh đạt, em vẫn hiền lành, em vẫn khiêm tốn. Và khi em bước vào cuộc rồi là em bất chấp. Chị thích những cái người diễn viên như vậy. Chị yêu mến em quá cho nên em đã thoát thân được vòng 1. Mời em bước vào vòng 2. Dạ. Kiệt, hãy sẵn sàng bước vào vòng 2. Vòng 2, 60 giây, bắt đầu. Và mẫu vật thứ hai tôi muốn giới thiệu với các bạn đó là một hộp cơm. Nói đến đây, tự nhiên tôi nhớ đến một ca khúc. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi em. Những năm tháng yêu nhau giả vờ. Tại sao tôi lại hát bài hát này? Đó là bởi vì khi tôi quay ra làm sao tự nhiên tôi thấy anh Ngô Tuấn Huy, tôi nhớ bài này tôi hát vậy thôi chứ không ý nghĩa gì sâu xa liên quan tới đấy. Nói về hộp cơm, khi mà chúng ta cho cơm thì chúng ta phải có quyền lực ở trong đó. Tôi ví dụ, các bạn tới gặp người đây, các bạn cho cơm, các bạn phải cầm lên, đỉnh cao lên giùm tôi. Trên tay tôi chỉ còn cầm một hộp cơm. Người tôi gọi tên làm ơn lên đây lấy cơm về ăn. Người tôi không gọi tên ngay lập tức đi ra tiệm cơm Bình Dân mua giùm tôi hộp cơm 20 ngàn, nhớ xin thêm bọc cơm, thêm bọc canh và 2 trái chuối. Ai cho chúng ta sẽ được ăn cơm đây? Bạn nhiều người quá, thôi không cho nữa, đi về. Chúc mừng bạn. Tào lao cầm hộp cơm chảnh chẽ như là ông tiên xuống bàn phá làm cho cố ra mua hộp cơm xin bịch canh nữa mới có duyên. Ai không nhiều quá không cho, đi về. Quẹo bà. Hồi xưa em biết không, khi mà anh mới vào nghề, anh cũng như tụi em, anh mê cái những cái điều mà sáng tạo, mà người ta nói người ta làm được, mình phải làm cái gì người ta không làm được, là mình phải chế rằng bài dài. Ví dụ như là trong cái tuần dạy rễ trước đi ha, anh đi từ cấp độ lên dần. Cái dạy rễ anh nói là mày có biết cái người mày phải học hỏi là ai không? Là ông cứu nội vợ mày. Có nghĩa là ba của ba của ba. Ba của ba của ba là một người rất là tài ba, là bởi vì ông đã bôn ba trước bao nhiêu sóng gió phong ba để ông nuôi ba của ba. Và vào ngày 3 tháng 3 năm 1933 thì ba của ba của ba đã trở thành một người chủ tài ba, đứng hàng thứ ba trong việc cung cấp bia ba số 3 cho quán ba.
đó, có như là mình nhồi, mình học, mình nhét, mình làm sao mà mình nói ra một cái đoạn mà nó dài như vậy mà rõ từng chữ, thần thái mình vẫn phải đầy đủ. Thì anh đã là người trải qua những cái điều đó, anh mê những cái điều đó. Đến ngày hôm nay anh thấy em nói như cái máy vậy đó, anh thích lắm. Tại vì cái đó nó không phải là tự động có, nó là luyện tập. Cho nên cảm ơn em đã tập luyện cái nghề của mình. Mình yêu là mình phải làm cho hết mình. Chị biết em có tâm. Cho nên anh chị nói hết bằng tấm lòng rồi, nghe đã rồi, thoải mái tâm lý rồi, bước vô vòng 3 đi kiệt. Và 60 giây bắt đầu. Má, trong nhà có hai anh em mà, con với anh Quy. Mà anh Quy xin tiền thì má cho, con xin má có 150 triệu, má đồng diễn 5 phút má mới cho. Con cũng biết rồi. Bởi vì con chỉ là một đứa con rơi ngoài gốc mẹ gốc Minh, được má đem về nuôi cho tới bây giờ, nên làm sao tránh được chuyện so bì. Mà ông tin đó, bây giờ mới ra ngoài chợ mới coi người ta gặp má hả, một tiếng má thằng Quy, hai tiếng má thằng Quy, nghe ngọt quá. Ê chưa, còn khúc sau, còn khúc sau. Diễn tiếp luôn. Thôi, bây giờ em đã xuất sắc vượt qua rồi. Hát sao, hát sao tặng chị. Sao tặng chị. Mà má còn đi khoe khoang với bà con lối xóm, thằng ca sĩ Ngô Kiên Quỳ nó hát hay vô cùng. Sau xưa má ông đặt tôi là con rơi, con rớt, cái me, cái mít, cái Trấn Thành gì đi cho nó dễ phân biệt. Không có gì đâu mà chia sớt cho đồng, bởi con hai dòng nên bên trọng bên khinh. Hay. Nè, cậu ba, sao cậu ba lại nghĩ ra một bài ca hay quá, để cho má hương bên trọng bên khinh, cho mọi người biết đến hai đứa con tên Quy tên Thành. Dễ thương quá. Làm sao mà có thể kết hợp được một bài ca trong đó có ý hài, rồi nhét hết hai ba con người vô trong. Không lẽ ngày mai anh phải cảm ơn người sinh ra em để kêu má Kiệt. Hai triệu. Hai triệu. Và thời gian vòng 4 60 giây bắt đầu. Dạ xin chào tất cả các bạn. Em xin phép, tôi xin phép được giới thiệu, tôi là Lương Mạnh Cải, là anh em họ của nam diễn viên Lương Mạnh Hải. Nhưng để gọi cho nó tay, người ta thường gọi tên trước họ sau, cho nên các bạn có thể gọi tôi vắn tắt là Cải Lương. Và ngày hôm nay tôi xin được phép giới thiệu với các bạn một sáng tác mới của tôi, một ca khúc mà tôi phổ từ nhạc rock qua nhạc dân ca. Mời các bạn thưởng thức. Bẹt. Em muốn sống bên anh trọn đời, như núi chở rồng bên mặt trời, để ngày ngày mặt trời say mê gọi núi bè. Em chết sống bên chị trọn đời, như áng mây khát khao bầu trời. Bầu trời của em, tình yêu của em, đồ mi son đất son đồ son bẹt bẹt. Hát tiếp đi còn hả? Dạ. Duyên dáng. Trời ơi em, hồi xưa tôi chế cái Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè sang điệu Tây Nguyên, rồi bây giờ ông đi ngược lại, ông chế cái bài rock Tây Nguyên qua Cải Lương. Duyên. Hát cho chị nghe bài đó đi. Hả? Chị năn nỉ em. Em em cứ coi chị ít coi em lắm Thành. Cái chị nghe tặng chị đi. Tặng chị cái Thành. Cái bài đó, cái bản gốc đây là: Nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hạ buồn, coi khói đốm đồng để ngâm ngùi, chim nhớ lá rừng. Thấy không? Còn giờ nó qua điệu Tây Nguyên thì nó phải là: Nắng hạ đi, mây trôi lang thang để hạ buồn, mây trôi lang thang để ngâm ngùi, chim kêu lá rừng, chim kêu lá rừng, chim kêu lá rừng, chim kêu lá rừng.
Happy mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần với cậu ngồi. Mẹ nhổ tóc sâu ấy chị em tóc bạc như nhau. Tóc bạc như nhau. Mẹ nhổ 1 cộng 2 cộng 3 cộng mẹ bước sạch đầu. cho em nói một chút ạ. Là em đi coi cái hôm đó anh diễn cho nên em mới đổi cái bài này qua đó. Cảm ơn em. Em ơi, em làm một chuyện quá tuyệt vời. Đúng vậy. Đây là món quà của tôi. Khi em lấy tôi ra làm nguồn cảm hứng, đối với tôi đó là một sự vinh dự. Cảm ơn em rất nhiều. Giỏi quá rồi. Dễ thương quá. Ban giám khảo cưng quá rồi. Cưng xã quá. Là hát 8.000 tuồng để đối với em rồi. Vậy thì chúng làm. Ta bước vào đi. Vòng 5 làm nha. Luôn, làm. Liệu thí sinh Tuấn Kiệt có vượt qua được vòng 5 và giành giải thưởng cao nhất 150 triệu đồng hay không? Chúng ta sẽ biết được kết quả sau ít phút nữa. Rồi, sẵn sàng. Thời gian 60 giây. Bắt đầu. Còn cái cổ vật thứ ba, tôi xin lỗi. Còn cái sự vật thứ ba, đó chính là cái khăn này. Cái khăn này nó mới ghê này. Cái khăn này nói về lòng tốt, nó thể hiện sự nhẹ nhàng, sự tinh tế. Các bạn biết rồi, người xưa có câu là thi ân bất cầu báo. Tức là làm việc ơn thì không cần trả ơn. Nhưng mà gặp cái dòng mà giỡn mặt, mà cái dòng mà coi như là làm ơn mắc quán, làm ơn lấy cái khăn này xiết cổ nó giùm tôi. Còn nếu không đó, là khi chúng ta phát hiện là chúng ta đã giúp đỡ rồi mà chúng ta giúp tầm bậy, làm ơn lấy cái khăn này xếp cái quần đội anh đầu bỏ trốn giùm tôi. Nói tóm lại, với cái khăn này, các bạn đã nghe Phương Mỹ Chi với Trấn Thành hát rồi. Đời như chiếc lá, ngày mai gió cuốn bay xa. Xin lỗi, tôi hát lộn đoạn. Nó chính xác là hát như vậy. Một người dưng, đôi khi có nghĩa có tình, đôi khi không nghĩ cho mình, giúp người xa cơ nào muốn trả ơn. Cho nên, đứa nào mà giỡn mặt không cần giúp, cầm cái khăn này xiết cổ nó cho xong để cuộc đời nó nhẹ dạ. Hết vậy rồi, thôi. Yeah. Kiệt, ga phải càng ngày càng đậm, ha, thì nó mới nhấn nó, em càng ngày đi tới đích mà. Đáng lẽ để cái khăn đầu xong, chuối sao? Chai chuối sao? Cái chuối là cái ít ai nghĩ ra được. Tại sao? Tại sao chọn tiết mục này? Tại vì em không nghĩ là em đi sâu được tới như vậy. Cho nên lúc mà hết vòng 4 thì em hết bài rồi, em phải quay lại cái tiết phẩm đầu tiên. Em biết sao? Cái uổng là gì nè. Em không có chuẩn bị yếu. Có nghĩa là em chuẩn bị cả 5 cái đúng không? Nhưng em sắp xếp không đúng. Chỉ đơn giản là chỉ em mang thôi. Cái khăn ra làm số 1 để em bỏ trái chuối vô vòng 3 là mọi chuyện perfect. Mọi chuyện nó sẽ vi diệu. Tại sao cho chiếc khăn gió ấm nó liền xuống vòng 5 này? Cái chuyện gì xảy ra với em? Anh tiếc quá. Trời ơi, em có biết nếu em mà sắp xếp đúng thứ tự, em sẽ là ngôi sao của chương trình. Lần đầu tiên có một bạn trẻ mang cái hài. Đây là hài sân khấu nha. Đây không phải là hài thiếu nhi hay là hài kiểu mà sinh hoạt nhẹ nhẹ chọc cười. Đây là hài sân khấu chuyên nghiệp, có đầu tư. Ban tổ chức tặng cho em 5 triệu, nhưng mà số tiền đáng lý em được nhận là 150 triệu, là số 15 đúng không? Vậy thì anh Thành còn chờ gì nữa, và Diệt Hương mỗi đứa tặng cho em 5 triệu. Em vẫn yên ngang đem về số 15 đúng không? Cũng có số 1 và số 5. Rất cái số 0. Rất số 0. Rất đúng số 0 thôi. Đồng ý không? Đồng ý. Vô. Dạ. Hai người thôi coi như đàn anh đàn chị của em đi. Chào đón em bước vào nghề của anh chị. Mời hai anh hai ạ. Giỏi lắm kìa. Quá giỏi. Quá giỏi. Rất là giỏi. Đây là một trong những người mà tôi cảm thấy tôi cảm ơn bạn, tôn trọng nghề nghiệp tôi, làm đâu ra đó. Và khi chương trình gặp lại gala của Thách Thức Danh Hài sẽ có những điều đặc biệt như vậy. Nếu bạn xuất sắc, không phải chương trình đâu, còn hai đứa chúng tôi, me sẽ tặng quà cho những người như thế này. Và một lần nữa tôi phải khẳng định, đây là Tấu Hài. Thưa quý vị, những gì quý vị cho Tấu Hài là như thế này, là như thế kia, thì tôi không biết, quý vị có thể xem sao cũng được. Nhưng tôi cũng khẳng định, cái quý vị vừa xem vừa rồi tại chỗ này, đây là Tấu Hài cao cấp của chúng tôi đây. Vâng. Cảm ơn em. Được này, xin hãy tiền. Khi một trong hai danh hài tươi cười,
làm vua bao nhiêu lâu nay rồi, hôm nay ta mới được cải trang di hành. Hôm nay không mặc long bào, hy vọng không ai nhận ra ta là vua của một nước. Nhìn cảnh sắc non sông hữu tình, tự nhiên ta thấy vui quá. Hình như đằng xa kia có tiếng khóc của một đứa trẻ thơ. Này hỡi bé gái xinh xắn tuyệt vời của ta ơi, hôm nay ta... Ta xin lỗi, con không xinh xắn tuyệt vời. Trời ơi con ơi, sao con mới mấy tháng tuổi mà con xấu dữ vậy con? Trời đất ơi, hỡi ơi, chắc con đói bụng lắm rồi. Nín đi con, để ta tìm cái gì khác cho con ăn. Gần đây làm gì có trái cây nào cho con ăn chứ. À có rồi, con đợi ta một chút. May mắn cho con quá, ta tìm được trái ớt rồi. Con ăn đi. Trời ơi con ơi, ăn tạm đi con ơi. Trời ơi, còn cái gì nữa đây? Trời ơi, sữa ôi thiêu như vậy mà con cũng uống sao con? Hỡi ơi, hỡi ơi, sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Chút xíu, sao con không chịu đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng? Con nói đi con, vì ta luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu tâm tình. Con ơi, hôm nay ta tới đây không có mang theo nhiều đồ ăn thức uống, chỉ có một chai sữa tươi nguyên chất với giàu vitamin khoáng chất cùng hàm lượng canxi tăng gấp đôi cho cơ thể cao lớn khỏe mạnh, cùng mái tóc suôn mượt và làn da trắng sáng mịn màng không bắt nắng, chống tia UV tia cực tím mà thôi. Con ơi, sản phẩm này không phải là thuốc nên không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Con uống tạm rồi, ta tìm thuốc cho con. Con ơi uống sữa đi nào, vì một tương lai tươi sáng với sức đề kháng cao. Uống sữa đi con. Trời ơi, nhìn con uống sữa rồi con cười, tự nhiên ta thấy ta tốt bụng quá. À, con ơi, hay là hai chúng ta vào giữa sân khấu đi, để mọi người có thể nhìn kỹ chúng ta hơn. Con à, nhìn hoàn cảnh của con, tự nhiên ta nhớ tới hoàn cảnh của ta ngày xưa. Ta muốn kể cho con nghe quá. Mấy anh quay phim bắt kỹ đi, đoạn này em diễn nội tâm nè. Lúc đó, con biết không? Lúc đó, ta là một đứa bé, một cô cha mẹ cũng trôi sông lạc chợ y chang con vậy. Ai kêu cái gì ta cũng làm, ai cho ăn cái gì ta cũng ăn. Ta buồn lắm con ạ. Rồi tới một ngày kia, ta trộm nghĩ, đúng rồi, ta không thể nào sống trong cái hoàn cảnh như vậy được. Tại sao? Tại vì ta là công dân của một xã hội. Một công dân của xã hội mà không phát triển thì làm sao xã hội phát triển được? Con thấy ta nói đúng không? Trời ơi, con tháo bình sữa ra con trả lời, tương tác với ta chút đi, con thấy ta nói đúng không? Ừ, ta cũng nghĩ vậy. Ta mới suy nghĩ. Ngày hôm đó, ta quyết định ta đi ra ngoài đường. Ta nghĩ rằng hôm nay ta phải làm một cái gì đó cho nổi bật thôi. Đúng rồi, cuối cùng ta cũng đã làm được điều đó. Khi ta nhìn thấy ánh mắt mọi người thảng thốt nhìn ta, ta đã biết rằng ta đã làm được. Con biết không, cuối cùng ta đã làm được điều mà không ai dám làm, nghĩ điều không ai dám nghĩ. Một mình ta dám làm trái lại với đám đông. Một mình ta dám đi lại định hướng của xã hội. Ta đã làm được rồi, cuối cùng ta đã thành công rồi. Ta đi ngoài đường, ta thành công rồi. Lát sau ta bị công an giao thông thổi vì tội đi ngược chiều. Sao con cười ta vậy? Con chế giễu ta. Con ạ, nhưng mà cái quan trọng không phải là cái chuyện đó. Quan trọng là cũng trong chính ngày hôm đó ta đã gặp gỡ được một vị cao nhân đắc đạo. Ông cũng bị công an thổi giống ta, chắc là ông cũng đi ngược chiều. Mày lại cười thầy trò tao rồi. Nhưng mà cũng bởi vì như vậy mà ta mới có cơ hội ngày hôm nay trở thành vua của một nước. Con thân mến, quay trở lại với câu chuyện của con đi. Nãy nội tâm của ta làm sao, buồn phải không? Ta nhìn hoàn cảnh của con, ta thấy ta buồn quá, ta đau lòng quá. Chắc là ta phải đi mua thuốc giảm đau thôi. Con không muốn ta đi đúng không? Ta cũng vậy. Nhưng mà con à, ta trộm nghĩ, hoàn cảnh của con như vậy chắc hẳn cha mẹ của con rất ác độc. Nhưng mà ta là vua của một nước cai trị, dưới thời ta cai trị làm gì có cha mẹ nào ác độc như vậy. Con à, cha mẹ của nước ta rất bao dung chứ không thể nào bung dao như cha mẹ của con. Ta biết rồi, chắc hẳn con phải trôi từ nước ngoài tới đây. Thôi được rồi, để ta đẩy con về nước của con để con sớm đoàn tụ với cha mẹ. Đi lẹ đi con à, không đi thì coi chừng nước nó tràn ngập mà chết đó. Tạm biệt con, nói vậy thôi cũng chúc con một buổi chiều vui vẻ. Đi lẹ đi nha.
niềm vui. Dù chọn tới chọn lui, ta không vui được niềm nào, nhưng mà ta vẫn phải chọn, bởi vì ta còn ngày để sống. Ôi, ngày nào ta cũng phải làm công việc này hết trơn á, chán quá à. Mỗi lần ta ngồi quay tơ là ta lại nhớ tới người yêu cũ của mình. Từng vòng quay nhẹ nhàng, anh bây giờ đã là chồng người ta rồi. Anh bây giờ đã là chồng người ta. Áo chú rể đôi nhẫn cưới anh cầm. Nhạc lên rộn ràng ba bốn thằng theo lăng. Kìa đó đám vui của anh với người ta. Do em mà mới ra ôi thấy buồn lá là. Ơ kìa, có một con bướm. Bướm ơi, em bay chậm chậm thôi bướm. Trời ơi, con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình. Bướm ơi, bướm ơi, em bay chậm thôi bướm. Em đâu rồi bướm ơi? Bướm. Trời ơi, bướm ơi, em chậm thôi. Say hay cái gì mà bay lạng dữ vậy mày? Bướm ơi. Bẹp. Bướm ơi, chắc là em đẹp lắm. Ồ, em xẹp lép. Em may mắn được chết trong vòng tay của một người từ bi như ta. Để ta chôn em. À thôi, chôn bên này cho có đất diễn. Bướm ơi, em chết đẹp quá à. Em ráng phù hộ cho ta vào vòng trong nha bướm. Sao? Dễ thương quá à. Đúng là con bướm xinh chết cũng xinh như người ta vậy đó. Quỷ quá à. Cô nương làm ơn cho ta hỏi, cô nương có biết Quỳnh Hoa hiện giờ đang ở đâu không? Quỳnh Hoa? Ai mà lại biết cái tên trong giới Quỳnh Hoa của ta vậy? Chẳng lẽ nào sét đánh cây rầm. Trời ơi, là chàng, người tình chồng người ta của ta. Trời ơi, chàng ơi. Ủa chàng ơi, sao sân nhà em rộng mà chàng xuống dưới đứng chi vậy? Quy định giai phụ đứng nép vào cục đá diễn cho bớt lố. Chàng làm gì chắc không lố. Hôm nay chàng tới đây tìm ta có chuyện gì? Chúng ta còn cái gì để mà nói với nhau nữa chứ? Hôm nay ta tới đây tìm nàng là ta cần tìm một trái tim. Một trái tim mà. Rồi nàng viết cái gì vậy? Số điện thoại của bà Năm bán cháo lòng. Để làm cái gì? Thì chàng cần tìm một trái tim. Ôi con điên. Ý của ta là ta cần tìm một tình cảm thật sự. Tình cảm thật sự? Chàng làm lại thêm thiếp một cái. Trời ơi, chàng cần tìm một tình cảm thật sự. Nàng vừa làm cái gì vậy? Ta diễn lại cho tâm lý nó rõ. Ôi cái con này nó điên rồi, nó rảnh quá. Trời ơi, chàng xa lánh em bao lâu nay mà bây giờ chàng còn kêu em điên này điên nọ. Chàng gọi em con này con kia làm sao để em qua. Dạ. Cửa cha. Trời ơi chàng ơi, có một bài hát thôi mà chàng cũng không bật tên e được đi em. Chàng diễn dở như vậy làm sao mà em diễn chung với chàng được. Chúng ta còn cái gì để mà nói với nhau nữa. Hôm nay ta đến đây không phải là để bật tên e với nàng. Ta đến đây là để trả cho nàng chiếc giỏ kỷ niệm năm xưa. Chiếc giỏ kỷ niệm năm xưa à? Vâng, chính là nó đây. Chẳng lẽ nào. Ủa sao Minh ơi, sao nó rách dữ vậy Minh? Kính thưa quý vị và các bạn, đây là một chiếc giỏ da thật 100%. Hạn sử dụng của nó là 10 tới 15 năm, đó là trong trường hợp các bạn sử dụng, còn nếu không sử dụng thì nó sẽ rách bươm như thế này đây. Trời ơi, Minh vẫn tào lao như ngày nào. Cảm ơn nàng đã thương. Minh ơi, nhìn chiếc cặp này, Minh có nhớ về câu chuyện của chúng ta ngày xưa không Minh? Nhớ chứ, đó là một kỷ niệm dài dằng dặc mà ta... Thôi, Minh đừng nói. Tuần này em chính Minh cho em diễn nhiều hơn nha Minh. Ok em. Minh xuống dưới đi Minh. Xuống dưới nữa đi Minh. Chút xíu nữa là được Minh. Rồi Minh muốn diễn gì Minh diễn dưới đi. Nếu cảm thấy
stand up comedy ổn thì mời bạn diễn để làm cái gì? Em chỉ muốn mời cho nó có không khí thôi Minh ạ. Minh ơi, nhìn chiếc cặp này, bây giờ em sẽ quay thời gian lại quá khứ về câu chuyện tình của chúng ta ngày xưa cho Minh xem. Rồi Minh sẽ thấy mình đã đối xử tệ bạc với em như thế nào. Bây giờ em đút băng vào trong máy nè. Em quay lại thời gian cũ nè. Cô nương, cô nương cho ta hỏi, cô nương có thấy Quỳnh Nga ở đâu không? Không phải đoạn này. Stop. Chính là đoạn này. Minh ơi, Minh ơi, em làm cho Minh một chiếc cặp tôi. Lại Quỳnh qua. Minh, Minh ơi, Minh ơi, mai Minh lên chung thành đô, nhà xe hoa rực rỡ. Xin Minh đừng quên bến đò ngang, con sông nhỏ chốn quê xưa em dò gió mong chờ. Minh ơi, chốn đô thành Minh đừng để lòng xa ngã. Minh mà xa ngã rồi Minh lâm vào đường vòng lao lý, rồi trở thành một tên tướng cướp lấy danh hiệu Bạch Hải Đường nha Minh. Minh ơi em. Ủa Minh đâu rồi Minh? Trời ơi Minh ơi, sao mà em nhờ Minh hỗ trợ em mà Minh để em stand up comedy hoài vậy Minh? Hát dông dài từ tuần này qua tuần khác, mệt quá giữa cây chuối nhớ mùi quê hương. Trời ơi, trong lúc ly biệt này mà Minh đi ôm chuối, em cũng có chuối cho Minh mà. Ý của em là sao? Ý của em là em có hái hết chuối trên cây đó bỏ vào túi này cho chàng mang theo ăn dặm. Chàng mang theo đi đường đi học rồi ăn chuối nhớ quê hương. À, giải thích sạch sẽ, hợp vệ sinh, chịu. Minh vào trong đi Minh. Ta đi đường này. Ừ, vòng qua cây chuối. Vậy là từ ngày đó đôi ta chẳng thấy nhau. Minh sống ra sao, yêu người thế nào em không biết. Điều em biết duy nhất là em phải hằng ngày tảo tần tìm cái món cơm nào đó để ăn, tìm công việc để làm, rồi em buông gánh bán bưng, em dông dài ra chợ, có đôi gánh hàng rong nuôi lớn đời em từng ngày. Rồi Minh biết không, em thừa hưởng tài nữ công gia chánh của mẹ em, cho nên là từ đó em ra chợ em bán luôn vậy đó. Mẹ chị ơi, cho em hỏi chị bán cái gì vậy? Chị đang đổ bột xào bánh xèo đấy em không thấy hả? Trời ơi, chị diễn tưởng tượng thì chị phải nấu đèn, nấu đèn người ta mới biết chị làm cái gì cho. Ừ, vậy em tưởng tượng giùm chị nha. Dạ, chị ơi, cho em hai cái bánh xèo e. Rồi rồi, em ăn ớt không em? Dạ, có ớt luôn. Rồi rồi, trời ơi, anh ơi, bánh xèo ở đây là chị bán là mới mở hàng là ngon lắm luôn nè, em ăn đi em. Dạ, em cảm ơn chị. Ừ. Trời ơi, chị ơi, bánh xèo ngon quá chị ơi. Ừ. Chị, cái bánh xèo này mình bán là bao nhiêu một dĩa hả chị? Cho chị 20.000 dĩa em. Trời ơi, 20.000 rẻ quá chị ơi. Em gửi chị. Rồi, cảm ơn em. Quê, lần sau em tới mà không mồm đó chị nghe. Trời ơi, thằng nhỏ dễ thương, dễ sợ mới mở hàng. Ủa, thằng nhỏ đâu rồi? Trời ơi, nhỏ ơi, chưa trả tiền nhỏ ơi. Vậy là em bị mất 20.000 quan mạng. Chưa mở hàng mà đã mất 20.000 rồi, làm sao em chịu nổi. Cũng chính lúc này, em đẩy mắt nhìn ra xa. Em nhìn thấy có một đôi nam nữ chạy tới. Cô gái thì ôm chầm lấy chàng trai, tươi cười hạnh phúc. Còn chàng trai thì ngửa đầu ra đằng sau dựa vào cô gái. Còn có một thằng ở không hơn không trai gái gì tự ôm mình chạy xe. Không biết làm sao mới chạy xe được. Đang buồn bã vì bị tủi nhục cảnh thân gái dậm trường thì chút lúc này đây một chiếc Lamborghini chạy tới. Hắn xe lại. Em mới dọn dén nhìn qua khung cửa. Ồ, trai đẹp. Em mới lặng lẽ nhìn theo chàng trai bỏ tay ra khỏi vô lăng, tháo dây an toàn. Rồi chàng từ từ mở cửa xe, bước tới gần thiếp. Em mới lặng lẽ quay lưng bước đi, chàng mỉm cười từ từ bước tới gần thiếp rồi chàng nói: "Xin lỗi em lộn người." Trời đất ơi, làm sao em chịu nổi cái tình cảnh này? Em đau khổ quá, em buồn bã quá, cho nên em bỏ lại sau lưng tất cả. Bây giờ không có sau tất cả cái gì nữa hết. Em bỏ lại, em phóng lên xe, rồi em chạy. Em chạy phải đi ra khỏi xứ sở này thôi. Em đi, em đi. Ồ, An Giang, ồ, Long An, ồ, Châu Đốc. Trời ơi, em đi, em đi nhiều lắm. Ồ, Sa Pa, ồ, Chùa Một Cột, ồ, Vịnh Hạ Long, ồ, Las Vegas à. Tới Las Vegas rồi, tự nhiên em thấy em sang chảnh quá à.
ở nhà thì nhan sắc cũng thường, mà qua đây em thấy em như cũng lời gì đó. Không gian Las Vegas làm cho em cảm thấy em như một bà đầm. Hello. Oh, bonjour. Oh, de Jaimon. Em mới bước vào trong. Oh, một chàng trai Tây và dòng quay Rolex. Em mới từ từ bước tới nhẹ nhàng. Hello Kitty. Trời ơi, Hello Kitty là anh khen mình đẹp như một con mèo. Mình phải đặt hết tiền vào dòng quay Rolex này thôi. Em thấy em dạy trai quá hả?